tỉnh miền Bắc đang hứng chịu những cái trận mưa lũ kinh khủng khiếp đây các bác nhìn. Cái sông Hồng nó nhìn nó như là kiểu một cái cửa biển luôn, nó quá rộng luôn. Bình thường thì ở dưới hai bên bồi này nó có những cái bãi trồng ngô màu của người dân, nhưng mà bây giờ có nghĩa là ngập sát lên tận cái bờ đê ở hai bên rồi, quá kinh khủng luôn. Rộng, nhìn cái mặt sông nó rộng khủng khiếp, là những nhà ven đê này ngập hết này, rộng thật đấy. Mình đang đi trên cầu Bình Thịnh, nhìn nước cái sông nó quá dữ dội luôn các bạn nhìn. Đấy, kia là có một cái máy xúc kìa các bạn nhìn, có một cái đầu gầu của cái máy xúc nó ngập rồi, sợ không? Đây những nhà này thì ngập đấy. Ngập sát lên tận cái đường bờ này luôn này các bạn nhìn. Nước lên sát tận cái đường bờ ở đây là đây. Ghê rồi quá. Đây, nước sông Lô này qua đây. Đấy, nước sông Lô trên địa phận huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc này. Đang đi ở trên đê. Quá kinh khủng. Nước trắng hết cả này. Đây là nó ngập lên cái dạng kiểu cái dạng bãi. Đây là ngày trước nó là cánh đồng các bạn. Thế mà nó ngập lên ghê này rồi. Sợ không? Cánh đồng ven sông. Đây hôm qua là trước một cơn mưa to là hôm qua là anh em vẫn dựng được đấy. Mình có nhận dựng sửa lại một cái căn nhà cũ ở sông Lô, Vĩnh Phúc. Đây, trước mặt là sông như các bác ơi, nước ngập lên tận ngõ kia rồi. Thì hôm nay đành anh em phải rút quân thôi. Dựng để đặt nóc được rồi, đây dựng đặt nóc xong rồi. Đây hôm nay anh em đành phải rút quân bởi vì mưa nước nó lên ghê quá, cũng phải rút về rồi. Đây này các bác này, ngập hết cả phía trước rồi. Nước sông Lô đang lên rất kinh khủng luôn này, sông Lô Vĩnh Phúc này. Từ bên này sang bên kia là chuẩn bị đây, nước đến sân đây rồi, nước đến gốc xấu kia rồi. Thôi phải té thôi, đành phải rút lui. Đấy. Căn nhà sửa lại căn nhà gỗ cũ cho ông bà, đành phải rút lui thôi. Đây, nước sông lên ghê quá rồi.